Xin chào cô chú chị, các bạn trở lại với bãi kiển của anh Trạng và anh Tám ở đường Trần Quang Khải gần sân vận động Cần Thơ nha cô chú chị các bạn. Hôm nay chia sẻ cùng cô chú chị các bạn một số phô mai đẹp giá rẻ luôn. Kính mong cô chú chị các bạn tiếp tục ủng hộ anh Tám với anh Trạng ha. Cũng xin chân thành cảm ơn cô chú chị các bạn vừa qua đã ủng hộ bãi kiển của anh Trạng với anh Tám, ủng hộ kênh. Xin chân thành cảm ơn cô chú chị rất là nhiều. Điểm quen thuộc hết cô chú anh chị các bạn nha, đường quen thuộc đây. Giờ bây giờ mời cô chú anh chị bạn cùng xem clip nha. Rồi, mấy cây này mấy cây dảo thu đất ha, hay là dảo thường mình nha cô chú anh chị các bạn. Cần cô chú anh chị các bạn thích cây này giao lưu cô chú anh chị luôn nha. Một cặp này giới thiệu chỗ đầu clip mình đó, giao lưu cùng cô chú anh chị các bạn luôn nha. Cây này cặp về để trong sân nhà là ok luôn nha cô chú anh chị. Cây hoành 41, cây hoành 36, cây một cây hoành 41, cây hoành 36 cây này nha cô chú. Cây này có đế đẹp luôn nè cô chú ơi, già cây sần sùi hết trơn rồi cô chú ơi. Cây này lên sùi lên nghiệp. Hai cái cây này da nó già lắm rồi nha cô chú. Chào anh Trắng ơi. Dạ em xin kính chào cô chú anh chị trên kênh. Hôm nay thì em về là 21 thôi mai vàng, cái một thôi linh sam để phục vụ của chú anh chị ha. Rất mong được của chú anh chị ủng hộ em. Dạ. Chương trình thì em bao ship trên toàn quốc. Số điện thoại em là 0932999393. Rất mong được của chú anh chị ủng hộ em nha. Rồi mình bắt đầu với phôi số 1. Rồi, phôi số 1 là cái phôi dáng nó hơi siêu ha. Dáng siêu. Siêu lên tược mạnh luôn cô chú. Đang kéo nhựa đang lâm tược rất là mạnh ha. Đó, cây rất là sung cây của chú anh chị ơi. Cặp đi lên. 3 4 cặp luôn. Khoa này tăng cấp luôn rồi, cô chú ơi. 1 cấp, 2 cấp, 3 cấp, 4 cấp, 5 cấp, 6 cấp. Đi lên, khoa này là đi lên ha. Như bậc thang nha cô chú chị ơi. Rồi giá này là giá hữu nghị nha cô chú chị, giá sinh viên ha. Cho cô chú anh chị mình tập chơi, mình thích chơi mình mua những cái khoa này về mình chơi ha. Rồi cây số 1 luôn nha cô chú. Được theo cô chú chị. Cây số 1 luôn. Rồi, hoành thân. Nhỏ mà già cây nha cô chú. 14 hoành. Hoành 14 cô chú ơi. Chiều cao là 52. Chiều cao 52. Rồi mã số 1 em giao lưu với cô chú anh chị là giá sinh viên ha, 300.000. 300k cây số 1 luôn nha cô chú. Quá dễ chơi của chú chị ơi. Rồi mã số 2. Rồi cây phôi số 2. Rồi cái cây này là dáng nó vừa dáng thú nha cô chú chị. Đó, cây cũng đâm tượng rất là mạnh ha. Đây. Nè cái phôi này em cắt rồi nó kéo nhựa hết trơn nè ha. Đó, kéo nhựa hết trơn luôn rồi. Từ trên xuống dưới kéo nhựa hết. Đây đâm tượng mạnh ha. Đó. Cái này gì cô chú anh chị mình vô chậu liền luôn được rồi ha. Chơi. Rồi, chờ thông số này. Rồi, hoành thân. 17. Hoành 17 nha cô chú. Chiều cao là 60. Chiều cao là 60. Mã số 2 em giao lưu giá là 400.000. Rồi, 400k cây số 2 luôn nha cô chú. Rồi. Bao ship luôn ha anh. Bao ship trên toàn quốc luôn. 300 400 gì bao ship hết phải không? Bao ship hết trơn á. Ồ cây này dáng quái nha cô chú. Rồi, cây này là cây dáng thú không chú chị. Có 4 chân người bỏ nét ha, đây hai chân nè. Đây là chân sau ha. Này cái cụm này em để cô chú anh chị về mình muốn tán bỏ thì tán ha. Đó, tại em thấy nó quái quá trời quái em để. Cây này đặc biệt cái này nó lên xù nha. Xù da cám hết cây luôn ha. Đó. Nguyên khúc này nó lên 100% luôn xù á. Dáng thú vô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình chơi mini bonsai mình tán bỏ này, tán này chơi thú. Còn này thì cái dáng nó quái. Rồi, hoành. Hoành thân 9 đi, 16. Chiều cao là 55.
Rồi mã số 3 giao lưu giá là 700 ngàn bao ship. 700k cây số 3 bao ship nha cô chú. Cái này dáng đẹp cô chú ơi. Rồi mã số 4. Rồi mã số 4 là dáng thú không chị? Này dáng thú. Dáng thú này là thú lắc đầu ha. Đây cái gù đầu đây nè. À, cô chú chị gì mình muốn chơi nó sát xuống mình chơi tán ăn đây. Giữ đây, đây, đây cái gù đầu nó rất là đẹp. À, cô chú anh chị mình ủng hộ em thì liên hệ số điện thoại 0932 999 393 ha. Đó là số Zalo của em luôn. Hoành Thăng 20. Chiều cao 48. Chiều dài ăn thú là 29. Rồi mã số 4 em giao lưu giá là 1 triệu đồng em bao ship ha. Cây số 4 1 triệu bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Rồi mã số 5. Rồi cây số 5 cái này xù hay gì không ạ? Số 5 là cây thù cây xù ha. Cây xù. Đó, cây này dáng thú luôn chị. Cây lên xù ha, lên xù 100% ha. Đó, này xù đây. Đó, xù hết luôn ha. Cây đang đâm trượt sống khỏe luôn chị đây. Đó, mặt là kéo nhựa hết rồi. Rồi cho thông số này. Hoành eo là 20. Chiều cao là 24. Chiều dài ăn thú là 27. Rồi mã số 5 em giao lưu giá là 800 ngàn. Rồi 800 ngàn cây số 5 luôn cô chú ơi. Cây xù luôn. Đẹp luôn nha cô chú. Mã số 6. Rồi, số 6 là cây bay ha. Cây này dán bay nha cô chú, có tàn sẵn nha cô chú, về đợi kính tàn là chơi nha cô chú. Bay mà cái đế cũng lắc đẹp nha cô chú. Đế này nó xoắn đẹp ha. Thằng nó xoắn nè. Cái này của chú anh chị về mình chơi dán nó hơi đổ một ha, nó hơi đổ xíu điện được nè, bay được mà đổ được luôn, ăn thua lúc mình đưa chậu của chú chị em, chú số luôn nè, Hoành Thăng là 21, rồi chiều dài cành bay 125, rồi mã số 6 em giao lưu với giá là 900 ngàn. Khang khang nha anh. Rồi. Cho em chụm tấm luôn. Hình ảnh nó gì nè. Rồi mã số 6 giá là 900 ngàn ha cô chú. Giá rẻ như cái lưng luôn ha. 900 ngàn luôn nha cô chú. Cây dán bay hay là sửa dán đổ được luôn nha cô chú. Trồng hơi đổ một chút. Đúng rồi, không cái gì khác của cái lưng ta. Rồi. Ai em phái cái lưng. Cái sạc rồi kia, không có sạc cái lốc rồi. Không, mẹ giờ em nói em phái nghĩa như cá nghiệp. Rồi mã số 7. Ơi, cây số 7 dán trực nha cô chú. Bạn đa luôn nè, đủ. Đủ cầm lên chi luôn nha cô chú ơi. Rồi mã số 7. Rồi thân chụp tay cành liệt cho cô chú đi. Củ đế nở ha cô chú chị. Đặc biệt là củ đế này nó đang lên xù nha cô chú chị. Đây, xù ha. À, củ đế này lên xù 100% luôn nè. Đó. À. Cây có xù em báo xù nha, không có xù em không báo luôn nha. Chị cành liệu chưa ha, cây đang sống khỏe năm tượng ha, xanh chưa. Rồi thông số này. Rồi em cho cái cũ này ha, cái cũ này là 30, quần eo là 23, nó giót đọt là 12 nha đúng không chị. Chiều cao là 87. Rồi mã số 7 em giao luôn cho chú anh chị là 1.100.000. Rồi cây số 7 1.1 triệu nha cô chú. 1.100.000 Rồi mã số 8. Cây số 8 của chú ơi.
Rồi cây số 8 là cây lùng lực không chú anh chị, lùng lực đế đẹp ha. Có chi cành luôn nha cô chú. Chi cành điệu chơi nhanh chơi. Không biết con thợ sao không bẻ, bẻ con me một còn mấy con chi không bẻ. Nè, sửa con me. Không, chứ me me đó mắc sữa đi nhậu rồi. Điện đi nhậu. Rồi cho em thông số anh ơi. Để điều nha cô chú. Để đẹp á. Quanh thân là 30. Quanh 30. Chiều cao là 61. Rồi mã số 8 em giao luôn cho chú anh chị là 1 triệu đồng ha. Rồi 1 triệu đồng cây số 8. Bao xíu toàn quốc luôn cô chú ơi. Đỡ cây luôn cô chú rồi, ơi. Rồi mã số 9. Đây mã số 9 là cái cây thú thôi chú anh chị. Thú đế, cây thú đế VIP ha. Nhưng mà đặc biệt đây là cây sù nha chú chị. Thú sù ha. Ai chú chị ơi. Đó, sù ha. Sù nguyên con thú luôn nha chú chị. Ờ à, đây nè, sù nè. Sù từ ghẻ sù lên thân luôn ha. Này, ghẻ sù luôn nè. Đó, bộ đế rất là đẹp ha. Thường ta nói là sù nó khắc đế ha. Còn sù này là đế không chống chỗ nào luôn chú chị ơi. Đó, đế như là bánh mì đặc ruột chứ ha. Đế VIP VIP. Dễ điều hết trơn cô chú. Bỏ điều bốn mặt luôn. Này là 48 giờ chứ không còn 24 giờ nữa. Rồi. Quanh thân của thú là 19 thôi anh chị. Giờ chiều cao. Chiều cao là 52. Chiều dài con thú 34 của chú anh chị ơi. Rồi. Cái mã số 9 này em giao lưu cho chú chị là 1 triệu 600 ngàn của chú chị ơi. Cái số 9 1 triệu 600 ngàn cái sù thú nha cô chú. Thú sù. Để đặt luôn cô chú ơi. Rồi. Để ghế đặt luôn nha cô chú. Rồi đổi cây luôn. Đổi phôi luôn bồ ơi. Đi đi chung chứ. Rồi cây số. Mã số 10. Cây số 10. Rồi mã số 10 đế nơm của chú chị ơi. Đế nơm ghế quấn quấn luôn rồi, cô chú ơi. Đế nơm mà quái đấy nha. Chia cành nhanh chơi cô chú chị ơi. Cái củ đế nó rất là bự ha. Nè củ đế nè. Nó rất bự không? Mà để nơm nó rất là đẹp ha. Cây nhìn chơi bonsai đẹp lắm nha. Rồi cho thông số anh ơi. Hoành thân là 19. Ở cái củ đế 41. Chiều cao là 71. Mã số 10 giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu 200 ngàn cô chú ơi. 1 triệu 200 ngàn cây số 10 luôn cô chú ơi, bao ship luôn. Rồi mã số 11. Cây số 11 cái này để điều. Mã số 11 là cây VIP ha. Rồi chi cành nhạo đế đẹp không chú chị. Ờ thân dốc đọt rất là đẹp ha. Đây dốc đọt đây. Rồi đế là đế đẹp ha, đế bao đẹp luôn ha. Nở hậu giống vậy à, hậu nó nở ra mà cái đọt nó nhỏ xíu xíu nha. Quanh thân hay là 23. Anh em tập trung cái khúc này nha, hơi khó nha. Chàng tập trung. Chiều cao là 101. Rồi chia cành nhạo nha cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị em đo cái đọt nó giót ha. Trời ơi. Nghĩ sao gió. Rồi giá cây số 11. Mã số 11 em giao lưu giá là 1 triệu 700 ngàn. 1 triệu 700 ngàn cây số 11 luôn nha cô chú. Rồi chỉ cần nhạo chị ơi, thấy đẹp ha. À, quá đẹp, quá đẹp. Rồi mã số 12 nha, cô chú. Cây số 12. Mã số 12. Đây cây nhắn thú của chị ơi. Cái đế là quái ha. Này, đế nó quái ha. Mày không bại đây rất là quái. Đôi khi mình quay cái mình pha chút tiêu lâm vô cho chú chị xem clip đừng có chán. Rồi. Đừng có ném đá nha chú anh chị. 17 quanh. Ném vàng thôi đừng ném đá. 17 quanh.
chiều cao 79 thằng tài. Thằng tài tới rồi. Rồi mã số 12 em giao lưu giá là 1 triệu đồng. Rồi xuống bên đây. 1 triệu đồng cái số 12 nha cô rồi, chú ơi. Mã số 13 là cây thú nha cô chú chị. Cái này quá đã cô chú ơi. Cây thú thành phẩm nha, cây này về mình mua về mình vô chậu mình chơi luôn ha. Cái này để phòng khách nhỏ nhỏ đó là ok lắm nha cô chú. Tết mà nguyên chùm tàn dù luôn ha anh. Tàn dù. Tàn dù. Ừ, giống như cái dù ha mà thú nha. Đây nè cái đuôi này. Đặc biệt cái đuôi nó quái nè, đó quắn nè. Ờ. Này nghệ nhân 8 mới quắn nè. Tàn nó đẹp của chú. Nói vô chú chị. Này thú là chân cẳng đủ hết trơn ha, có đuôi nữa ha. Cây thành phẩm của chú chị ơi. Rồi, đo hoành thân nha. Hoành thân là 14. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 87. Rồi, cái cây mã số 13 này em giao lưu của chú chị là 1 triệu đồng. Rồi, cây số 13 1 triệu luôn cô chú ơi, bao ship mọi miền Tổ quốc luôn. Rồi, mã số 14. Cái số 14 cũ nở nha cô chú. Rồi, mã số 14 là nguyên cái cũ luôn hả chú chị? Cái này kiểu tàn cũng giống như cây số 13 vậy đó cô chú. Tàn này mà kính lại là dù luôn. Cây này là nếu mà nó ra lá thì dù luôn, tàn dù luôn á. Nó như cây dù chứ. Cũ đế nở ha, cũ tròn vô cũng ghê. Đây. Có đuôi nữa nè, cái này con bẻ đuôi được nè. Cái 14, 13 là đi chung cặp được nha cô chú. Chú chị này mình chơi thích hợp chơi với cái 13 đó. Quái quái. Hoành thân là 23. Cái cũ nè. Cái cũ là 34. Chiều cao từ mặt bầu lên tới đỉnh là 93. Rồi mã số 14 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.100.000. Rồi 1.1.000, cây số 14 nha cô chú. Rồi 1.1.000, bao ship mọi miền Tổ quốc luôn. Cây số 15. Cây số 15. Rồi cây số 15. À, cái cây đế nôm của chú chị ơi. Thằng lắc nha. Chực lắc đế nôm. Cây này đang đâm tược mạnh ha cô chú chị. Đây à. Đó, đâm tược hết trơn ha. Kéo nhựa hết trơn nè. Này cô chú anh chị về mình ghép cũng được mà mình chơi riêng cũng được luôn ha. Này là về ghép là dễ dính lắm nha. Kéo nhựa là đậy đậy trơn này. Hoành thân 22 hoành. Chiều cao là 44. Chiều cao đế nôm là 19. Rồi mã số 15 em giao lưu với chú chị là 1.400.000. 1.400.000 rồi cây số 15 1.400k bao ship mọi miền Tổ quốc của chú số ơi. 16. Cây số 16. Rồi số 16 là cây dáng hơi siêu của chú chị. Rồi dáng siêu nha. Dáng siêu. Rồi có nhịp ha. Rồi 1 nhịp, 2 nhịp, 3 nhịp, 4 nhịp, 5 nhịp. Nhịp nhàng về dưới lên tới thật. Nó như cái bậc thang vậy ha. 5 nhịp là ngũ phúc nha. Đây là ngũ phúc ha quý anh chị. 5 nhịp. Hoành thân là 29. Chiều cao là 86. 86, 68. Rồi mã số 16 là 1.100.000. 68 lọc phát 86. Rồi, 1.100.000 cây số 16 luôn cô chú ơi. Số 17 cô chị ơi. Tiếp theo cây số 17 có chi nhạo luôn nha cô chú. Rồi, mã số 17 là đế đẹp luôn chị, đế đẹp 24 giờ luôn ha. Bỏ đều bốn mặt chi cành nhạo. Thằng lắc ha. Này thằng lắc ha. Đó, chi cành nhạo luôn chị. Cái này qua đã thọ rồi ha. Đặc biệt là mấy cái dấu hẹo này là nó kéo nhựa, kéo da chân rồi. Đó. Kéo mạnh luôn bích rồi nha cô chú. Đó. Bích hết trơn rồi. Chi cành nhạo luôn chị ơi. Cụ đế nở ha. Rất đọt luôn. Hoành thân 21. Chiều cao là 87. Rồi mã số 17 em giao lưu cho chú chị là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng cái số 17 luôn cô chú ơi.
Cô chú muốn ship tới đâu ship tới đó luôn. À, bao ship cho chú chị trên mọi miền Tổ quốc luôn ha. Rồi. Rồi. À, số 18. Đây số 18. Cái này mới nặng nè. Rồi mở số 18 là ăn trực ha. Đế quái. Mày có chú chị nào mà chơi quái là chơi cái này nè, đế rất là quái ha. Nổ lên trên nó chơi luôn. Tay cành có vậy không chị? À, này là hoành lớn ha, được cái hoành lớn. Đế cũng lực nữa, đế bằng cầm tay luôn. Đế. Hoành hăng 34 vành. Chiều cao là 62. Rồi mã số 18 em giao luôn với cô chú anh chị là 1 triệu đồng. Rồi cái số 18 1 triệu luôn cô chú ơi, ship mọi nơi luôn, bao ship hết. Mã số 19. Cái số 19, cái này một củ. Củ nở cô chú ơi. Lùng lực bệ đế đó là bự ha, bệ đế nè. Kỳ quái ha. Cái này lúc ship của chú với cô chú anh chị là em cắt nó, cắt bớt lá bỏ nha. Để đi đường dài không tới nước nó mất sức cây. Cắt cái gì nó ra lá hơn nữa. Cắt lá để đọt. Cắt lá để đọt. Tại kêu cắt lá lá lặt lá. Cắt lá. Rồi, cái bệ này là 40, 39 nha, 39. Hoành thân là 25. Chiều cao là 54. Mã số 19 em giao lưu là 1 triệu đồng. Thao rồi, luôn. 1 triệu đồng cái số 19 luôn nha cô chú. 1.000k. Mã số 20. Cái số 20. Dán trực luôn cô chú rồi. Ơi, có cây tử luôn cô chú ơi. Trực ha, có tay cành. Có cây tử kế bên luôn chú chị. Cái tử này về mình rút sát xuống đây chút cũng được ha. Nó sát sát xuống chút đẹp. Có đế không chị? Nè đế nè. Đế bỏ điều ha. Đế điều bầu luôn ha. Đế điều bầu luôn. Bầu tới đâu rồi đế tới đó đó. Rồi hoành thân 31. Chiều cao là 72. Rồi mã số 20 em giao lưu là 1 triệu 100 ngàn của chị ơi. Rồi 1 triệu 100 ngàn cái số 20. Mã số 21. Cái số 21. Rồi. 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 Tay cầm đẹp ha, nhanh chơi. Đó. Tay cầm nổ đều bốn mặt luôn chú chị ơi. Củ đế nở ha. Quanh thang là 21. Quanh là 21. Đó đi. Chiều cao là 1,5 m. Chiều cao 1,5 m. Mã số 21. Mã số 21 giá 800 ngàn của chú chị ơi. Rồi 800k cái số 21 luôn. Cô chú muốn ship ở đâu là bao ship tới đó luôn. Mã số 22. Cái số 22. Linh Sam đế nôm nằm lưu chú chị ơi. Linh Sam đế nôm nằm lưu. Linh Sam lưu nha cô chú. Linh Sam lá lớn. Lá lớn nha cô chú. Cây nó đang rất là sung chú chị ơi. Đó. Cái bộ đế nôm rất đẹp ha. Chị xem ha. Nằm lưu lâu năm ha. Đó, bỏ gói vô đụng lưu bỏ gói vô nè. Đó. Củ đặc luôn ha. Bánh mì đặc cuộc. Chắc hệ mì lắm nó nãy giờ rồi luôn á. Đói bụng. Ăn trừng luôn. Rồi em đo cái củ đế nha. Củ đế là 71. Bỏ lại quắn luôn. Hoành thân là 15. Chiều cao 46. Đế nôm cao là 34. Đây đế nôm cao 34 nha. Đó, có cái gì ha. Nôm cao là trên 3 tấc luôn ha. Tổng hoành đế. Cây này đẹp lắm chị ơi.
100 là 17. Này dốc đột chút xíu nha. Rồi, cái cây linh sam này mã số 22 ha. Em giao lưu cho chú chị là 1.700.000 của chú chị ơi. 1.700.000 cây linh sam cho chú, cây linh sam nằm lưu. Cô chú muốn ship tới nào bao ship tới nơi đó luôn. Cô chú anh chị ở nhà thôi, mình nhận hàng rồi mình gửi tiền ha. Rồi. Cái phôi linh sam này là phôi số 22 cũng hết clip rồi. Cũng cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ. Em chúc cô chú anh chị dồi dào sức khỏe, vạn sự như thành công công việc ha. Cô chú anh chị mà yêu mến kênh thì mình bấm đăng ký kênh ha để đón nhận những video mới nhất. Dạ em xin chào và hẹn lại cô chú anh chị. Thôi xin cảm ơn. Để đi ship. Xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn luôn. Rồi, giao lưu hai cây mai lớn rồi luôn nha cô chú ơi. Sử dụng hai cây bự này liên hệ em nha. 0932999393. Rồi, giao lưu hai cây mai lớn rồi luôn nha cô chú anh chị các bạn. Để trước sân nhà giống như gì luôn nha cô chú. Rồi, xin kết thúc video ở góc quay này. Xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều.